Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái đầu đai mình clean ha. Mình chạy cho nó sạch cái móng ha. Vũ đã lắm. Cái vũ này vũ đã quá đã luôn. Bay hết da. Mà con cá này nó không có bị chảy máu tay khách nữa, vũa lên thịt thoải mái luôn. Mà nó thoải mái cũng đúng ha, cũng đừng có vũa nhiều quá ha. Nhưng mà lỡ mà nó xui xui á, dính lên trên da nó không có bị sao hết ha. Ra một nồi luôn hay chưa. Một đống da luôn. You living around here, honey? Yeah, I live by. Do you know where the 30 meets the 161? Yeah. I live in that corner. Oh. But we were on vacation last week and a half. Oh yeah. But I have a party tomorrow. Party? Yeah, I have a big party tomorrow, and I did not like my nails. What party? It's like a baptism and first year party. Oh, a lot of people. Like 150. Oh. Maybe. Can I come? Come. Yeah. It is a big party. We have a lot of family here from Mexico right now. Oh, from Mexico. Mexico, yeah. Despacito. Yeah. Despacito. Da 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 da. You know, I type all day, and today I went back to work on Tuesday. I cannot do it. I cannot type. Yeah. I look like a. They're like a chicken fingers. Chicken finger. Yeah, I was like struggling. Yeah, not chicken finger, honey. What is it? Human finger. Human finger. But it not look pretty. No, yeah. You know how sometimes the chickens have long nails? Yeah. Yeah, that's how it's feeling. They're beautiful. They're beautiful. I like long nails. I can't. It's so hard for me. Hard. I ask you one question. Mm-hmm. We have 30 cows in the field. What is that? A 30? 30 cows. 30 cows in a field? Yeah. Okay. 28 chicken. 28 chickens. 28 chicken. How many didn't? How many didn't? How many didn't? Did not. Two. What two? Is it because missing two cows? 30, two chickens? 28 chickens and 30 cows. Yeah, you got that. Which one's in it? Huh? Which one's in it? We have 30 cows in the field. Uh-huh. 28 chicken. 28 chicken. Uh-huh. How many didn't? How many didn't? I don't know. 30 chickens in a field. Nah. 30 cows mm-hmm. in a field. In a field. 28 chicken. And 28 chickens. How many didn't? Two. What two? Why two? Is it because two of them were not chickens? not work like that, honey. No. What is it? Okay, let me ask you again. Okay. We have 38 cows, okay? 30 cows. 30 cows. Uh-huh. And 28 chickens. Oh, and 28 chickens. How many didn't? 58. Why 58? I don't know. 30 chickens plus 58 by 28 cows, 70 chickens. Oh my god. 30 cows plus 28 chickens. Okay. We have 30 cows in the field. 30, uh-huh. 30. 30. 30 in the field. And if in the field. And 28 chickens. And 28 chickens. In the field? Yeah, in the field too. Uh-huh. That's 58 animals in the field. Well, not the animal. What the question is, how many didn't? How many didn't too, right? Because there's
You're short two chickens. Why short two chickens? Because there's 30 cows and there's 28 chickens. Not like that, honey. Okay, I ask you the last question, the last time. 30 cow. Uh-huh. Okay, 30. Mm-hmm. You know, 30, yeah. 30 uh-huh. cows. Uh-huh. In the field. In the field. And 28 chickens. And 28 chickens. How many? Didn't? I don't know. How many? I never heard this before. Yeah. That's easy, honey. 30 cow. You see? Just 30 cow. 30. Uh-huh. And 28 chickens. 28 chickens. How many didn't? Zero. What zero? Why zero? None of them didn't. What was it? Now I want to know. Okay. The key, 30 cow in the field, right? Uh-huh. And 28 chickens. Oh, 28 chickens. Chicken. Not eight. So but 10 of them didn't eat. 10 of them didn't eat. Yeah. Oh, 28 chickens. 30 cow. 30 cows. And 20 cow eat the chicken. So 10 cows didn't eat. No, two left didn't eat. Oh, yeah. 12 didn't eat chicken. Yeah. Oh. You got that 28 point? 28 chicken, yes. Okay. Oh, I thought it was 28. 20, 2 eighths. Yeah. You're gonna make the people confused between eight. Between the eight something and between the number eight? Yeah. Now you got that. That was a good one. I've never heard that before. Now I'm gonna have to say it to somebody. Mm-hmm. I'm gonna make them feel dumb too. I'm gonna be like, no, you're not understanding me. 28 chickens. Most of the people, they're gonna say, get it. Didn't work. Didn't work. Yeah. 28 chickens. Okay. That was a good one. I never heard that before. Yeah. See, you're gonna make the people pay attention at the number, on the number. Mm-hmm. You know, not the advert. Yeah, but on the number. 28 chicken. So two cows didn't eat. Yeah. Because they were short two chickens. Yeah. That's pretty good. How long have you been doing nails? 3 weeks, honey. You like it? I don't know. I still try to figure it out. You know, I wanted to learn how to do chickens. That's one of my goals on my bucket list. Oh, yeah? You know, Amazon sells those like self-nail. Mm-hmm. Yeah, no. Not for me. Trời ơi, hỏi anh làm nail lâu rồi, anh kỹ nhất câu đó nha. Anh mới làm nail có nhiều đâu, em chưa về em giỡn đang vui em hỏi em hù anh rồi. Bless you. Thank you. Ok, nãy giờ nói chuyện vui rồi ha, bây giờ mình cắt almond nè các bạn. Cần phải có một cái kéo thẳng, ok. Những tay đua kiệt xuất của Khoa Dương, ngày xưa em có coi phim cái phim đó hả? Trời, ngày xưa anh ghiền cái phim đó lắm luôn á nha. Cái phim mà có Giang Đông Cun á. Những tay đua kiệt xuất, anh em nhà bác sĩ, phim người mẫu á. Trời ơi, ngày xưa ghiền lắm. Nhiều năm rồi ta? 30 năm chưa? Chưa đâu. Cả chừng 25 năm có. Những tay đua kiệt xuất, anh em nhà bác sĩ, người mẫu. Trời, có mấy phim đó nó ghiền các bạn. Phim Hàn Quốc á, Giang Đông Cun á, Giang Đông Cun em Giang Đông Lạnh á. Khoái đồ này nọ. Ngày xưa Giang Đông Cun nổi tiếng các bạn, qua bên Việt Nam luôn, hát với Phương Thanh á. Lúc mà Phương Thanh đang nổi tiếng á. Còn nhớ phỏng vấn hỏi Giang Đông Cun qua Việt Nam thích ăn gì. Giang Đông Cun nói là thích ăn dưa, ăn dứa, ăn dừa, ăn vú sữa. Ok, bây giờ mình vũa ha. Okay.
Sí. Hello các bạn nha. Các bạn hép phong xe cái video này ra được không? Cái cây dũa này nè các bạn, nó bắt vô cái móng, nó ăn cái móng dữ lắm ha. Đã mà nó bén nhưng mà nó không có hỗn. Nếu mà có điều kiện mua cái cây dũa này về xài đã lắm. Mình không có bán nha, nha. Phong nói là Phong không có bán nha. Phong chỉ thấy nó tốt thì Phong nói nó tốt thôi. Cái gì không tốt thì nói nó không tốt. Mà cái gì tốt thì mình phải nói. Phong họ bây giờ hỏi Phong có bán không? Phong không bán. Educator của Chiso không được bán, không được dính dáng vô sale nha các bạn. Hello Hậu. Hậu Giang ơi, anh vẫn đợi người về. Cái tên Hậu nó cũng hay lắm nha. Hậu nó có nghĩa là hiền hậu, phúc hậu. Hậu là cái nó tên là cái tốt á, tên ý nghĩa tốt. Hiền hậu nè, phúc hậu nè. Đừng xét đến mấy cái chữ hậu quả rồi. Đừng, mình phải suy nghĩ về mặt tích cực nha các bạn. Không thích cái tên hậu lắm. Ngày xưa có anh hùng hậu nghệ. Hậu nghệ bắn bể mặt trời á. Biết không? Hậu nghệ, hậu nghệ. Còn hậu duệ là hậu duệ mặt trời. Không phải hậu nghệ. Thôi bỏ qua vấn đề đây đi ha. Bỏ qua vấn đề đi. Nhức đầu quá. Hậu Giang ơi, em vẫn đợi người về. Tự nhiên bữa nay ha, thích hát mít nghe mấy cái bài mà về quê hương á các bạn. Ví dụ như là đã lâu lắm rồi không về miền Trung thăm chị Dung. Biết chị Dung không? Biết chị Dung không? Chị Dung là em anh Dũng. The line ok hả? That's perfect, that's so perfect. Ok. Đã lâu lắm rồi không về miền Trung thăm chị Dung. Mà người ơi, có về miền Trung thăm chị Dung. Nhớ người miền Trung đi ra ngoài Trung. Tôi người Cà Mau. Mà người ơi. Cái gì ghê vậy? Anh Hoàng Nguyễn, chị Dung mẹ anh á. Sorry anh, em không biết. Không biết không có tội nha anh. Không biết à, mẹ anh tên Dung, xin lỗi. Cái lỗi xin lỗi, không có lỗi cũng xin lỗi. Anh về thăm thôi, mẹ Hằng nó bị khùng á, thăm làm gì em ơi. Cho chổng đi cho dân nó bình yên. Cái gì nó cũng vừa vừa, một vừa hai phải thôi, dừng lại đúng lúc. Nói nhiều kém sang.
nói mà riết mà không ai muốn nghe nó hoài. Mà khách đang suy nghĩ em ca cái gì hả? À, anh về thăm cô Phương Hằng kìa. Thôi anh không thăm đâu, anh đâu có rảnh đâu em. Nhà bao việc. À, vui mà em. Dạ, vui ha anh. Vui vậy em hát tiếp nha. Vui cho phép em hát tiếp thì em hát tiếp. Đã lâu rắm rồi không về miền Trung thăm chị Dung. Mà người hỡi, nếu về miền Trung đi xe miền Trung, nếu về miền Trung đi xe miền Tây, không về được đâu. Mà người hỡi, nếu về miền Tây đi xe miền Tây, nếu về miền Tây đi xe miền Đông, không về được luôn. What are you singing? Huh? I'm singing, I'm gonna do good nail today for you. Is it your song? Yeah. Your single? Yeah. That's awesome. Thank you very nhiều. You want a new or you want a bass? What do you think? Do new. Do new better, yeah. New ha? New là lấy cái này ra liền. Thank you. This is the perfect size because I can close my fist like this. I know, you don't right? have to punch somebody. Mm-hmm, mm-hmm. It's easy. Yeah. Yeah. Make it easy. Don't make it hard. Yeah, you're right. Make it easy. Mẹ yêu đời thế sư huynh, đúng rồi. Giờ không yêu đời thì làm được gì giờ? Cuộc đời mà sai số móng nhỏ xài móng cọ số 14 thôi. Giờ phải yêu đời thôi các bạn, cuộc đời mà có gì vui đâu mà phải buồn. Nha. Phải vui vẻ thôi, vui vẻ người ta mới gần gũi mình. Mặt thì sưng đóng, thịt đít đùa lên mặt hết đâu có được. À, vui vẻ đi các bạn ha, sống vui vẻ đi ha. Mình chơi trăm điều dễ đi chứ mình đừng có chơi trăm điều khó nha các bạn. Khó mình thì khó ta, làm khó người ta không thì mai mốt người ta làm khó lại mình vậy thôi. Vui vẻ với người ta thì người ta vui vẻ với mình. Chứ bây giờ Phong đang vui vẻ với các bạn, không lẽ các bạn làm gì hại Phong, đúng không? Mình vui vẻ à. Người ta nghĩ mình khùng thì người ta bỏ đi thôi, chứ người ta đâu có làm gì mình đâu. Đúng không quý vị? Đúng không? Đúng thì like, không đúng thì subscribe. Thả cục bột ngay đây nè. Vui vui nó khách nó không đầy hả? Chưa chắc nghe em. Nhiều khi nó vui lắm lát nó cũng đầy như thường à. Bởi vậy làm nail khó nói. Vui lắm lát nó ra hết vui luôn. Nó cục bột ra. Đông mu hình. Thank you. Đông mu. Thank you. Nhiều khi làm nail vui lắm, tao thích lắm. I love you. Lát ra nói mang vốn manager, mang vốn chủ. Trời, con này chở mặt lẹ thiệt. Chở còn hơn là nó đảo, còn hơn nó đảo cơm chiên nữa. Dặm cho nó sát khóe nha các bạn. Trái nè, phải ha.
Từng đêm trăng leo hơn. Yes, go to the next stop. Yes. Người hỡi, có về miền Trung, đi xe miền Trung. Nếu về miền Trung, đi xe miền Tây, thì sao, không về được đâu. Mà người hỡi, nếu về miền Tây, đi xe miền Tây, nếu về miền Tây, đi xe miền Đông, thì sao, không về được luôn. Này đang yêu đời các bạn, này đang yêu đời, thông cảm đi, thông cảm cho người yêu đời đi. Đuổi vô cái khóe nha các bạn. Nè, thiếu bột không? Điều bột qua bên đây. Móc cục bột ra nè, clean hai bên cái khóe nè, cái khóe nó dính bột ha, vét hai bên cái khóe. Yến Chương mua bên em, cọ mua bên em Phong bấm. Đúng rồi, cọ Phong bấm rồi Phong kiểm tra. Đâu đó ok hết rồi Phong mới ship đi nha. Lấy bột thất bại, lấy lại. Đổ bột vô trong khóe nè. Dốc cái tay xuống liền. Nói anh Ken là con người bội bạc, đừng đạo anh Ken nữa. Anh Ken sao anh Ken lại đi phụ lòng bả anh Ken? À, vậy hả? Anh Ken là cái đồ bội bạc, quỷ sứ. Cái đồ bội bạc. Đó. Cái này lát hồi mình vũa nhớ mình cẩn thận nha, cái chỗ này. Cẩn thận cái chỗ này. Độ dày bao nhiêu là vừa hả? Độ dày thì mình canh cho nó vừa là vừa, mình cũng đừng để nó dày quá, mình cũng đừng để cho nó, lấy cục bột ra. Mình đừng có để cho nó dày quá, mình cũng đừng để cho nó mỏng quá ha. Độ dày nó tùy thuộc vào cái độ dài của cái móng. Móng dài thì mình làm dày, mà móng mà ngắn thì mình làm vừa vừa thôi. Còn dày bao nhiêu thì bây giờ biết nói là dày bao nhiêu cho nó hợp lý. Bây giờ mình chỉ có làm nhiều rồi mình cảm nhận thôi, chứ bây giờ không lẽ nói mấy mm rồi 3-4 mm đồ sau đo được không, đo được mình cứ làm riết thì mình quen, mình làm nó gãy thì mình phải làm dày lên vậy thôi. Mà còn chỉ cho các bạn cái cách mà để build cái móng lên nó bị dày, nó dày cái mu nha. Dạ, hướng dẫn các bạn à, build cái móng cho nó dày cái mu nè. Bạn nào muốn cái mu móng á, cái apex mà nó dày á, cái chỗ đó vuốt nhẹ bột thôi, hoặc là không vuốt luôn để cho bột nó tự trôi qua cái chỗ đó, rồi mình vuốt bên dưới, lát nó ráo bột xong rồi bắt đầu mới vuốt lại trên xuống là xong, cái chỗ bột nó sẽ dày lên ha. Mình build cái apex á nè, ví dụ vậy đúng không, là không dốc tay xuống đúng không đó, cái bắt đầu mình dặm khóe này không. Đông mu baby. Baby, don't move. I love you. Thank you. Ha?
với hai bên nè. Thấy cái khúc giữa này Phong vuốt này không? Phong vuốt hai bên thôi. Đó, thấy chưa? Phong đợi cho nó qua khỏi cái đó, bắt đầu Phong dặn trên đây, Phong vuốt xuống. Là tự động cái iPad nó dày lên. Cái đó nó gọi là build cái mu lên đó các bạn. Công nhận cây cọ này các bạn thấy không? Tuy là cây cọ size số 14 thôi, mà nó giữ nước dễ sợ luôn á. Nước là coi như là tràn trề luôn á, các bạn thấy không? Quá trời nước luôn, nước nôi lên láng luôn. Em bấm giùm chị size 12, 14, 16, 18. Chị Yến Trương mua luôn 20, 22, 24 luôn cho rồi. Mua cho đủ bọn Tam Sơn. Mua 12, 14, 16, 18 mà mua luôn ha. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45 chấm đồ này nọ luôn đi. Cho nó chẳng luôn. Nó chơi thôi chứ để lát hồi Phong inbox cho Phong đi. Inbox cho Phong thì lát hồi Phong trả lời tin nhắn cho chị nha. Phong hép cho chị order nha. Hoặc là gọi số phone hello cho mấy đô. No thank you. Thưởng khách. Người ta vô bán bánh các bạn ơi. Mấy người trong nhà thờ ta đi bán bánh á. Tạo điều kiện cho người ta. Tạo điều kiện cho người ta kiếm tiền. Nhưng mà thôi, người ta mà lãng giảng khúc sau nhà cái là không được nha. Mình tạo điều kiện nhưng mà lãng giảng cái khu mà dưới mà đi xuống bếp mà hả, là coi như mình tống cổ ra liền ngay tức á. Nhiều nhiều thanh niên đội lốt lắm. Người tốt thì ít, kẻ gian thì nhiều. Thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Rễ nhân sâm thì ít, rễ tre thì nhiều. Móc cục bột ra. Chị có nhiều cọ lắm. Như có người bấm cái đầu không đẹp như cái em đang đắp, nên chị mua em thử được. Sẽ kêu 500 anh em ủng hộ. Đáng kêu chị Yến Trương. À, thiệt không? Chị nói thiệt không? Chị có nói thiệt không vậy? À, đọc lại coi, chị có nhiều cọ lắm. Như có người bấm cọ đầu không đẹp như cái của em đang đắp. Chị mua em thử được sẽ kêu 500 anh em ủng hộ với chị, thề đi. Thề đi, thề đi cái đồ quỷ sứ. Quỷ sứ, thề đi mới tin nha. Chị thề đi em mới tin. Nó chơi chứ, cảm ơn chị nhiều nha. Inbox cho Phong đi nè, Phong vô Phong take care cho chị cái. Phong live stream xong rồi Phong take care cho chị nha. Thank you chị Yến Trương nhiều nha. Thank you very nhiều. Thank you nhiều nha. Thank you very nhiều nha. Thấy nguyên cái cục bột nằm ngay đâu, chấn nó ra liền không? Bột nó tràn ra chút xíu, ngón cái nó hay vậy lắm. Nè, các bạn thấy nãy giờ Phong chưa có vuốt nước vô mà giờ cây cọ nó còn đóng nước luôn nè. Nè, tin nè, thấy chưa? Nguyên đóng nước luôn nè. Nãy giờ đâu có nhúng vô ly quịch đâu. Nè, không tin nè, một đóng nước luôn nè, thấy chưa? Giờ hết nước rồi. Hết nước rồi. Cọ của shop sản xuất ở đâu mà sao đắp mượt vậy shop? À, cọ của shop sản xuất ở 18 thôn Dừng Chầu nha em.
Em biết 18 thôn Dương Chầu không? Hả? Cái đồ quỷ sứ à, ghét chỉ sợ nha. Anh chọc chế hoài nha. Không được chọc chế nha. Mở lên tầm khoảng dày là ok ha. 1 nấc, 2 nấc, 3 nấc, 4 nấc, 5 nấc, nấc số 5. Nấc số 5 nha. Trước khi mà mình dũa, mình quay ngược lại coi cái tay của mình đắp nó có bị dính bột dưới không. Hên quá không dính. Nè, dính không? Dính không? Dính không? Dính không? Đây dính xíu. Do vậy thôi. Đây dính nhiều nè. Dính nhiều lấy tay giật ra. Rồi xong. Bây giờ mình dũa nhẹ nhàng nha, hết sức là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như cung đàn nha quý vị. Nắng ha, đi. Vừa lại chia in mùi vừa hát cho nó vui. Nắng ha, đi. Mây trôi lang thang cho ngoại buồn. Coi coi đúng đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết nỗi buồn vui khi nội kêu ngoại tới gần nội ngồi. Nội nhổ tóc sâu hai chị em. Cái đầu chỉ không chỉ con nào kêu đó nó bự cỡ này luôn. Ok. Mình dũa ha, mình dũa thì mình không có đè cái đầu dũa. Go back a little bit. Thank you. Nè, dũa nè. Khi mà mình dũa mịn thì mình không có nhấc cái đầu dũa lên nha, mà mình để cái đầu dũa nằm xuống ha. Ra tới ngoài, càng ra ngoài thì mình càng nhấc cái này lên ha. Mình nhấc nó lên để cho nó cái đầu dũa này nó dũa ra được tới ngoài. Và tập phải có tập một cái thói quen là khi mà mình dũa xong mình lấy cái tay sờ sờ coi nó có bị cợm không. Những cái cuticle ở ngón cái là rất hay dễ chảy máu, phải dũa rất là cẩn thận nha. Phong cũng bị chảy máu hoài chứ không phải không đâu, phải dũa hết sức là nhẹ nhàng. Nhà máy chế. Máy chế. Đó, nhẹ nhàng. Anh Phong đi mấy mài, mình đi khóe móng tay là mấy nằm ha anh? Sao? Sao hiền phạt? Anh Phong đi mấy mài mịn khi đi khóe móng tay là mấy nằm nè. Anh nói lại cho em nè, em nhìn kỹ nè Hiền. Đầu tiên là anh lật cái tay của anh dày,
anh để cái cây dũa dài, anh đi qua tới bên đây, anh nâng cái đầu dũa lên nè, anh để vậy nè, thấy chưa, anh dốc cái này ha, ha, dốc nè, nằm nè, dốc nè, ha, dốc nè, nằm dốc ha. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ mà. Nhớ là mình duỗi nhẹ thôi, mình không có đè mạnh nha. Đè mạnh là nó sẽ bị đau đau móng tay người ta. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó bị mất bột. Cái thứ ba nữa là nó mất bột, nó xa khóe các bạn. Nó không đẹp. Ha, nó không có tròn cái cuticle của mình nữa. Đang coi like mà cứ tưởng Facebook chế độ slow motion thì ra shop đang hướng dẫn quá nhiệt tình. Thank you Dominic nha. Thank you Dominic nha. Dominic là học trò của Phong á các bạn ơi. Dominic là học trò của chế đó. Của chế đó. Ok. Hân hạnh lắm á. Tân hạnh lắm á, mới có Dominic làm mà học trò đó. Nó đi đâu, nó đi đâu nó cũng sống ảo hết. Nó ở nhà nó cũng sống ảo, nó đi uống ly cà phê nó cũng sống ảo. Nó chùm sống ảo nha. Smile. Smile mà còn phải thả tim nữa. Hợp lý không chế? Rồi bây giờ ha, bây giờ mình sẽ dũa những cái xếp như thế này. Những cái xếp như thế này mình phải đặt cái cây dũa như vậy nè ha, đặt cái cây dũa ở dưới, dũa cho nó sát xuống. Khi mà nó sát rồi mình mới bắt đầu mình dũa xếp. Hát nhạc chế nghe đi sư phụ ơi. Ok luôn. Ngồi quán lúc 2 giờ đêm, nghe tiếng xe đua về đúng hết hồn. Hợp lý không? Hợp lý không? Trời ơi, nhạc chế lúc nào cũng trong người hết, muốn quăng nào quăng. Cánh cửa sắt ngăn dòng tuổi trẻ, nghịch cảnh đời ai hiểu cho ai. Điếu thuốc vàng tôi mồi thêm điếu nữa, đồ của em là đồ bỏ của anh tình nồng ôi mến mong. Trên trời có con chim bay, dưới nước có con cá lội. Em về anh chẳng cho về, nắm tay em lại anh đọc bài thơ. Bài thơ ba chữ chung tình, chữ chung, chữ hiếu, chữ tình là ba. Chữ chung anh gửi cho cha, chữ hiếu anh gửi cho mẹ. Chữ tình anh gửi đôi ta super soi. Chiều cầm dao lam, cào hết lông tay lông chân của em. Rồi nhiều đó thôi. Hát nhiều mất công dân tình nó ghiền. Mình lâu lâu mình xì ra chút xíu thôi. Xì nhiều mà không Facebook nó chặn. Thằng này tuyên truyền văn hóa phẩm, văn hóa phẩm kỳ cục. Nó nói là thằng Phong Trần này dám lên trên mạng xã hội tuyên truyền văn hóa phẩm, văn hóa phẩm kỳ cục. Chết luôn. Nó lóc Facebook là chết luôn đó. Chết luôn đó. Đó, nhìn cái sếp ha. Nhìn cái sếp.
là bắt đầu mình nhìn cái sếp. Mỗi lần vô coi livestream phải như coi hài. Ừ, trời ơi, vậy nó mới đặc sắc chứ. Không Phong chứ ai. Đố ai, đố Trinh tìm được ai thứ hai giống Phong. Làm thơ luôn quý vị. Làm thơ luôn, hát nhạc chế, làm thơ, đọc rap luôn. Muốn nghe rap không? Muốn nghe rap không? Đọc luôn. Chơi cái gì cũng chơi á. Thể dục thể thao nâng cao tiếng hát. Thích là nhích, đụng là trụng. Ok, bây giờ nè ha. Đặt cái cây dũa ha. Đó, lúc nào cái sếp này mình cũng phải để cái cây dũa ở bên dưới trước. Mình dũa ở bên dưới trước ha. Để làm chi? Mình làm gì để làm chi? Để cho cái rìa của cái móng này nó mỏng lại nè các bạn. Nó mỏng lại nè, nhìn nè. Nhìn cái móng của mình nó thanh không? Thấy nó thanh không? Nó mỏng lại chưa hết. Khi mà nó mỏng lại vậy nè, mình dũa sếp á, nó mỏng bột mà. Mình dũa sếp á, cái nó ra luôn. Thấy không? Nó ra luôn cái sếp. Thì cái này nó, cái rìa này rất là mỏng, nhưng mà nó dày ngay cái mu ngay đây, nó rất là dày nè các bạn. Cái mu ngay đây nó rất là dày. Nó dày như vậy nó mới không gãy. Chứ cái rìa này mỏng không có sao hết nha. Cho em xem độ dày đầu móng, chờ mới cho xem rồi đó em. Kìa speak. Like to short, be happy, Phong Trần, oh yeah, đúng rồi. YOLO, biết YOLO không? Biết YOLO không quý vị? YOLO có nghĩa là, cái gì á, quên rồi, tiếng Anh chưa rành, tiếng Việt quên gần hết rồi. YOLO là gì quên rồi, tính nói gì quên tiêu à. Gì anh yêu? À, con nói làm gì anh lấy em giá hữu nghị 70. Nó hỏi sao mắc quá thì lấy 75. Nè, đặt cái cây dũa này không? Đặt cái cây dũa nè ha. Cái này từ từ lát tính nó. Mình đặt cây dũa bên trước, mình làm cho cái rìa này nó mỏng xuống trước. Rồi bắt đầu mình mới dũa sếp. Ừ, 70 hỏi hoài. Hỏi hoài, lấy 75 bây giờ. Rồi quay ngược tay lại nè. Xong nhìn cái sếp của mình. Trời ơi, cái sếp của mình quá dễ làm luôn. Thích là nhất. Các bạn à, bây giờ Phong thấy bây giờ ở Việt Nam á, cái phong trào mà xăm mình, xăm mẩy thấy nó nhiều quá ha. Trời, ngày xưa xăm mình là giang hồ mới được xăm á nha. Không giỡn đâu nha. Đập bàn cá chép đồ dữ quá ha. Dữ ha. Đập bàn cá chép rồi sùm á ha. Gặp thứ thiệt là nó bắt cá chép mà nó dưa. Rồng thì nó rút gân xào củ cải. Giang hồ hả? Giang hồ là giang nắng phụ hồ đó quý vị. Phương Hằng bị bắt rồi, giờ tới lượt Phong Trần lên ngôi. Phương Hằng bị bắt rồi, giờ tới lượt Phong Trần. Em nói đúng không quý vị? Em nói ông đúng bỏ qua chứ đừng có đưa em lên phường nha. Đưa em lên phường là em không có ai livestream cho quý vị coi đâu, chết luôn. Gì anh yêu? Trời, không có đồng nào luôn hả? Xong xà bông luôn. Rồi, xong luôn. Xui thiệt. Bữa nay gặp một cái Tôn Ngộ Không rồi quý vị ơi. Không có đồng nào luôn.
Trời ơi là trời, sao số phận lại hãm hiu như vậy? Tôi sống cũng đàng hoàng mà, sao ông trời đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Please tell me why. Còn tên yêu anh không một lời. Rồi xong. Xong buổi buổi đi. Gì cũng biết hết. Chỉ có là anh gì anh cũng biết hết điều không biết. Cái gì cũng biết nha. Mày có quê là không biết à. Ừ. Không kêu. Báo thì nó lấy để chùi. Hổ báo bằng hổ thì nấu cao, báo thì nó lấy nó chùi. Đúng rồi, không có hổ báo nha. Muốn xăm thì người ta xăm cái gì cho nó ý nghĩa đi. Ví dụ như là cái muỗng với cái xẻng nè. Muốn xăm đúng không? Xăm cái muỗng với cái xẻng đi, hai bên ngực. Ngực trái xăm cái muỗng, ngực phải xăm cái xẻng. Ai mà hỏi mày xăm hai đó là ý nghĩa là gì? Gặp mà dân hiền á thì mình nói là gì? Gặp dân hiền thì mình nói sao? Hả? Gặp dân hiền nó là đụng là múc, mà gặp là xúc. Đúng không? Còn mà gặp giang hồ nó mày xăm cái gì á? Nói dạ em xăm cái muỗng với cái xẻng, có nghĩa là có làm mới có ăn. Có làm mới có ăn hả anh? Anh tha cho em. Em đề cao sức lao động đó, em đề cao giá trị lao động. Ờ đúng rồi đó. Xăm đi. Bạn nào muốn xăm thì xăm cái muỗng với cái xẻng đi. Gặp người đàng hoàng thì hù nó. Gặp là múc, đụng là xúc. Gặp giang hồ là nói dạ có làm mới có ăn. Không, cái muỗng là ăn, cái xẻng là làm đúng không? Có làm mới có ăn. Mà không làm thì ăn cái gì? Hả? Theo như anh Huấn Rô nói thì có làm thì mới có ăn, mà không làm mà muốn có ăn thì ăn cái gì tự biết. Biết anh Huấn Rô không? Ở Việt Nam có thầy Lộc với thầy Huấn, bên Mỹ có thầy Phong. Kiss me. Đúng rồi. Có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi ăn thì ăn cái đầu hành, ăn mít. Đúng không quý vị? Mình nói chuyện đàng hoàng, mình không nói chuyện bậy bạ nha. Đúng không Dominic? À, ăn cái đầu hành thì mình đi ăn phở, mình cũng hay ăn đầu hành đó. Mít thì Tết nào mà không ăn. Có làm thì mới có ăn. Không làm mà muốn ăn thì ăn cái đầu hành, ăn mít. Ok. Mình giỡn trong cái lòng vòng lễ giáo nha quý vị. Hả? Mình giỡn hết cũng được, không sao hết. Kiệt. Cười quá ho luôn à. Công nhận mình live stream mà mình cũng tự thành mình thấy mình mắc cười luôn quý vị. Không ngờ mình cũng thuộc dạng nhai nhớt đến cỡ đó luôn á. Không sao. Trước khi live stream mà có gọi điện thoại xin phép hoàng thượng rồi. Không sao. Hoàng thượng ơi, bữa nay em live stream mà hả, em nhai chút xíu nha. Báo về cho tổng đài chủ rồi. Tổng đài chủ nói rồi, cứ giỡn đi em, thoải mái đi em, nhưng mà trong vòng lễ giáo nha em.
mình giỡn trong cái dòng lễ giáo nha. Biết tổng đài chủ không? Biết tổng đài chủ là ai không? Biết hoàng thượng không? Hoàng thượng, lão Phật gia, đồ á. Tomorrow night, and then tomorrow morning we're gonna leave. Saturday morning. We're just going for Saturday night, and we're staying there until Sunday morning. And then Sunday morning. Is it my turn? Oh. Còn 18 bao nhiêu hả? Còn 18 là 55 đồng cây anh. Hello Phạm Hiền em, khỏe không em? Gọi tên em đi hả? Anh không những gọi tên em một lần. Mà anh gọi tên em ba lần luôn. Phạm Hiền. Phạm Hiền ơi. Phạm Hiền ơi. Sao lại bỏ gia đình đi như vậy? Quá đẹp. Love it honey. I love it honey. You love it? You have to love it. Same shine like a diamond. Vô luôn, vô luôn, vô luôn. Vô rồi các bạn ơi, happy birthday chú Du rồi các bạn ơi. Dính rồi nha. Thông báo nha, mới dính một con cá mập tương lai nha. À, vui vẻ không? Thấy vui vẻ không? Vui vẻ là may mắn nó tới. Các bạn chầm dầm là xui lắm các bạn ơi. Mấy đứa nào mà mặt ra đường mà thấy cái mặt nó chầm dầm là nó mới bị vợ chửi á. Mới bị vợ chửi á, thông cảm cho nó. Cái màu gold này của Chiso nha. Cà phê sáng với tôi được không? Tớ đang trong nơi này gọi thăm tên em. Dưới cái đôi doctor vàng dòng đeo mà đủ thứ. Chân em mang đôi doctor thiệt quá cao sang. Ngày xưa có cái phong trào mà mang doctor ở Việt Nam đó các bạn. Dân chơi là phải mang doctor nha. Biết doctor không? Chắc mấy bạn bên này không biết doctor đâu. Việt Nam có phong trào doctor. Dân chơi là phải có một hai đôi doctor không? Mấy bạn sanh sau đẻ muộn chắc không biết đóng cờ là gì đâu. Em sợ ma lắm, anh đừng nhát em hả? Em nữa Hiền ơi. Hiền em nữa rồi á, em giống anh y chang á. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ mà. Để bữa nào kể chuyện ma cho các bạn nghe. Phong cuộc đời Phong đã gặp ma một lần rồi nha quý vị. Gặp ma bên Việt Nam á, một lần rồi á. Để bữa nào đi ha, dành cái chuyện ma này cho cái lần livestream tiếp theo đi.
rồi. Có vẻ đại khái vậy thôi, vẻ đẹp quá mà công nó đòi. Rồi, đút vô máy cưng của anh. I love you. Anh Phong hài là trong máu sẵn có rồi. Tiếp cục phát huy đi anh, cho đời thêm vui. Ừ, vui vẻ đúng không em? Vui vẻ đi. Khó khăn làm gì? Chuyện gì nó tới thì mình cho nó tới. Chuyện gì mà nó không tới thì làm cho nó tới. Cà phê sáng với tôi được không? Cô đơn trong chiều nay gọi thầm tên em. No, separate. Separate? Pay separate. Trả riêng. Trả riêng á. Trả riêng không ai liên quan tới ai á. Quyết định về đi khi tình ta không còn chi. Má con ngộ ha. Má con mà đi làm nail mà không trả tiền chung kỳ à. Khi nào kể chuyện ma like đặt tựa đề em biết nha anh. Em sợ ma nhưng thích nghe chuyện ma. Thôi kể luôn giờ đi. Kể luôn giờ đi cho nó nóng chứ. Ngày xưa các bạn, các bạn có biết à, men live stream làm nail mà giờ qua tới chuyện ma luôn rồi. Cũng sợ luôn á. Cũng sợ luôn á. Thôi lỡ rồi, lỡ rồi cho nó lét luôn đi. Chắc cuộc đời này chắc không có ai giống mình quá. Thôi quay về vấn đề chính là làm nail đi quý vị ơi. Vấn đề chính là làm nail nha, chứ không phải kể chuyện ma nha. Để bữa nào kể đi. Bữa nay đang under chisel. Không có cái miếng lót bàn này nó sẽ khác. Không cho Nguyệt luôn hả? Trời ơi, hai cái trứng rồi đó. Tối nay về chắc chắc lấy trứng dầm nước mắm mà chấm rau muống ăn cơm quá. Chưa gì là thấy hai cái trứng hột vịt lộn mà. Thiệt là đau lòng. Nói ra thiệt. It's fresh. Thank you. Nói ra thiệt là đau lòng. Nói ra thiệt là đau lòng tiểu mùi à. Tiểu mùi ơi. Bữa nay Quỳnh buồn quá à. Lát đi uống cà phê với Quỳnh được không? Tiền bạc đối với Quỳnh không có quan trọng đâu. 2 tờ 500 Quỳnh coi như 1,000 thôi. Cái gì? Tiểu mùi? Tiểu mùi không bằng lòng hả? Tiểu mùi không bằng lòng thì tiểu mùi đi chết đi. Em không ngờ anh Ken lại là con người bội bạc vậy luôn anh Ken. Gái trẻ đòi, gái trẻ đòi thì làm, gái già đòi bán. Vô thế thôi đừng có bạch xạo, thiệt là anh thiệt là cái đồ sở khanh. Bà nói vậy này.
cái đồ đẹp trai mà Sở Khanh. Thì ông bạn làm nail nhiều bị mát hả? Rồi Trần Giang, Trần Giang block Trần Giang cái đi nè, không block Trần Giang nhẹ cái đi cho đời nó thanh tao, không đơn giản thôi mà. Ok, bây giờ mình sẽ sơn top coat nha. Đó, vậy thôi. Các bạn thấy không? Nhẹ nhàng không? Phải như thế, nên thế. Không, cái ai mà nói gì mình không có thích vua không, mình không có thích nghe là mình cứ nhẹ nhàng mình lóc lại thôi. Vậy cho cuộc đời của mình nó thanh tao. Nói thiệt chứ trong cái Facebook với lại YouTube này nè các bạn, nó cũng có nhiều mặt lắm, có nhiều người thương mình, cũng có nhiều người không thích mình. Mình phải hiểu được cái chuyện đó và mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Mình đã bước lên sóng rồi, mình là phải hiểu được cái chuyện đó ha. Không sao hết, mình phải hiểu được cái chuyện đó. Thí dụ như 10 người ghét mình đúng không, thì có khoảng 3 người ghét mình. À, sorry, 10 người ghét mình á, thì có khoảng 70-80 người thích mình, nó vậy đó. Ha, thì nói chung là người nào mà không thích mình á, thì mình đừng có cho người ta thấy mình nữa, vậy thôi à. Mà khổ cái lóc nít này đi lập nít khác, vô coi tiếp, trời ơi, thấy không? Các bạn thấy không? Ghét mình mà ghiền các bạn, mặc dù ghét mình nhưng mà ghiền mình, ha? Muốn nghe mình nói, ha? Sao vậy? Tại sao lại nó gọi là gì? Nó lại mâu thuẫn như thế, đút vô máy. Tại sao lại mâu thuẫn như thế? Thích mình thì ông nói làm gì rồi mà ghét mình. Mình lóc lại rồi, đi làm cái nít khác, vô coi tiếp chi vậy? Có phải ghiền không? Có phải mấy em ghiền anh lắm không? Hả mấy em? Ghiền thì nói một tiếng đi. Hả? Chứ làm vậy ai coi được. Kids. Ghiền anh lắm đúng không? Anh khùng thiệt, nhưng anh có giá trị của anh, ok? À, anh tào lao bía lao, nhưng mà lại làm cho em ghiền. Giờ mình sơn top coat là xong. Bộ này take off 10 đồng. Take off 10 đồng. À, mình là 50, dẻ fan là 15. 65 thôi, 65 lấy 70 đi cho nó chẳng. Vì giờ xăng nó mắc quá. Lấy 5 đồng tiền vuốt ve yêu thương chiều chuộng. Quý vị đi. You like it? Love him. Love it? So beautiful. Yeah. That real? That true? You love it? Yeah, look how beautiful it looks. See? Mình hỏi khách là đẹp không? Thích không? Khách mà nói trời tao thích quá, có nghĩa là tao chịu trả tiền. Không? Mình hỏi khách có thích không? Thiệt ra cái câu hỏi thiệt sự của nó là mày có chịu trả tiền cho tao không? Tiểu muội à, tiểu muội có bằng lòng cho anh chặt em 70 cái bộ này không? Nói một câu đi, nói lẹ đi. Tiểu muội à, gì? Yeah, regular polish. Yeah, polish for her. Ok luôn, tiểu nhỉ. Đổ nước sơn em bé luôn. Wait a minute, okay?
Yeah. Trời nhảm nhảm chứ tiền tới là phải chụp nha quý vị. 10 đồng cũng đỡ vả. Đỡ vả, dạo này Facebook lóc thầy, thầy vả quá mấy em ơi. Mấy em, không ấy mấy em cho thầy cái share, cái like, subscribe đi chứ Facebook nó lóc thầy, thầy vả quá. Okay. Rồi xong xà bông luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã coi video nha. Cái này bình thường thôi à, salon style thôi à, đủ để lấy tiền ha các bạn. Cảm ơn các bạn vay đi nhiều nha. Vô nghe Phong nói chuyện chơi nó vui. Cuộc đời này các bạn biết sao, ở Mỹ á, nó không có cái gì vui hết các bạn. Phải tự tạo cái niềm vui cho mình, mang cái niềm vui của mình đi san sẻ cho người khác. Thấy không? Mình sống như vậy cuộc đời này mình nó mới sáng. Chứ mình đi mình chửi người này, chửi người kia, nói người này cái này, nói người kia cái kia, cuộc đời mình vậy thôi sao hả? Không làm được gì cho đời hết, không để lại cái giá trị gì trong cái cuộc đời của mình hết, thì hỏi sao mà tôi làm hoài tôi không có tiền, tôi làm hoài cực quá mà không có tiền. Tại các bạn chọn một cái con đường, chọn một cái cuộc đời nó tối thui, còn mình chọn cái con đường nó vui vẻ, nó vui vẻ, mọi người yêu mến quý mến không hả? Phải là như thế, nên như thế, nghe không? Đó, vui vẻ, không quạo ha. Rồi, cảm ơn các bạn quay đi nhiều. Ok, bye bye, see you next video. Giờ không tin hỏi lại Thách này. You like it? You like it? I love it. Đó, có nghĩa là mày chịu trách tiền không? Nói, yes, I am.